Dù chặng đua Austrian Grand Prix đã diễn ra được vài ngày, nhưng dư âm từ pha va chạm của Verstappen và Norris vẫn đang là tâm điểm của sự chú ý. Và mới đây, trong buổi phỏng vấn trước thềm British Grand Prix, lãnh đội của Red Bull Christian Horner đã lên tiếng cảnh báo về các đối thủ về đứa con cưng của mình, Max Verstappen. Tôi được biết rằng hai người họ đã gặp mặt nhau và không có vấn đề gì với họ cả. Tôi nghĩ rằng Lando đang học cách đua với Max như Hamilton trước đây. Max là một tay đua hăng máu nhất trong cả đoàn đua. Và tất cả đều biết rằng nếu bạn cố cạnh tranh với Max, anh ấy sẽ cố chấp với bạn bằng mọi giá. Trong khi đó, khi được hỏi về nhận định của lãnh đội McLaren Andrea Stella, khi ông cho rằng hình phạt của vụ va chạm này và cả ở quá khứ với Hamilton vẫn chưa đủ răn đe với Max, Horner cũng có quan điểm riêng của mình. Tôi nghĩ cả cái trái đất này đều biết ai là người chịu trách nhiệm cho vụ va chạm này, ngoại trừ một nhóm người. Nhưng vấn đề là nếu không giải quyết chuyện này triệt để, nó sẽ tiếp tục lặp lại. Nếu ngày đó những án phạt liên quan đến các vụ va chạm với Lewis được đưa ra nặng hơn, có lẽ sẽ không có ngày hôm nay. Cậu ta cần đua ở một chừng mực và công bằng hơn. Max đã đua rất máu lửa năm 2021 và 2 năm nay, anh ấy không có cơ hội cạnh tranh với ai đó vì dẫn đầu ở khoảng cách quá xa. Mọi thứ mới chỉ diễn ra ở một vài chặng gần đây và đi quá giới hạn ở khúc cua số 3 đó. Max có thể bị trừng phạt ở năm 2021 nếu như anh làm gì đó sai tương tự như Lewis, vì đó là điều anh ấy không làm đúng. Tôi không nghĩ là chúng ta nên đặt điều một tay đua như vậy với những gì mà Andrea nói. Đây chỉ là cuộc đua khốc liệt. Ông ấy đã làm việc rất lâu với Michael Schumacher. Tôi nghĩ ông ấy phải hiểu rõ điều đó chứ. Qua cuộc phỏng vấn, chúng ta có thể thấy cả Stella và Horner đều có quan điểm riêng để bảo vệ cho tay đua của mình. Nhưng theo FIA, Max Verstappen đã cố ý đánh lái nhẹ sang phía bên trái nhằm ngăn chặn ý định vượt từ Lando Norris trước khi bước vào khúc cua số 4 và dẫn đến pha va chạm. Vậy nên án phạt 10 giây và 2 lỗ vào siêu bằng lái là hoàn toàn xác đáng cho tay đua người Hà Lan. Còn với hai tay đua liên quan, họ cũng đã không chia sẻ gì với truyền thông cho tới thời điểm này. Điều đó cho thấy họ đã gạt bỏ câu chuyện này sang một bên, bởi án phạt đã được đưa ra và kết quả cũng đã được xác định. Giờ thì điều họ cần làm là hướng tới chặng đua tiếp theo. Nhưng chúng ta sẽ chẳng thể biết được tương lai ra sao. Và câu chuyện về tình bạn giữa Verstappen và Norris liệu có còn bền đẹp sẽ chỉ có thể được biết khi cuộc đua tại Silverstone diễn ra.